Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lốc của Hải nha Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật thông tin về cái thằng Alexi nha các bạn Thì hiện tại nó có một số cái chương trình nhận đó là Bitcoin miễn phí nha Mình sẽ cập nhật trong video này nha các bạn Thì đây là cái mà cập nhật mới nhất của nó là Thì hiện tại nó có cập nhật lên phiên bản đó là 1.0.4 nha Hàng ngày chúng ta vào để mà claim cái thằng Bitcoin nha các bạn Rồi tiếp theo đó là phía bên dưới này các bạn nè Đây là một cũng là một cái cập nhật mới nhất nè đó là không thể truy cập ứng dụng ILC do lưu lượng truy cập lớn hãy kiên nhẫn chúng tôi sẽ khắc phục sự cố tức là hiện tại các bạn vào cái app mà ILC để mà khai thác thì không được nha các bạn bởi vì hiện tại có một lượng lớn người truy cập vào cho nên nó bị quá tải nha và ILC đội ngũ đang xử lý nha các bạn cho nên chúng ta chờ nha không việc gì phải lo cả nha các bạn rồi tiếp theo đó là có hơn 4.000 miner đó là yêu cầu rút bitcoin do đó À, lý do chính khiến hầu hết các lần rút tiền không được thực hiện, nhóm Alice kiểm tra từng tài khoản người dùng và sau đó phải diệt Vì vậy hãy kiên nhẫn nha. Rồi đây là một cái thông báo của hai ngày trước nha các bạn. Đó là nếu bạn là người may mắn chúng tôi sẽ gửi cho bạn Bitcoin trị giá 5 đô mà không cần phải xác minh. Giới thiệu à, nó đơn giản là giống như một trò chơi. Lưu ý là người chiến thắng trò chơi này quà tặng được chọn ngẫu nhiên. À, có nghĩa là thắng thua, nói chung cái này là chọn ngẫu nhiên nha các bạn chứ không có thắng thua gì hết nha các bạn. Rồi và đây là một cái sự kiện dành cho những bạn nào làm youtuber nè Thì hôm trước mình có tham gia cái sự kiện này và nhận được rất nhiều BTC nha các bạn Rồi để lấy cho mình cho các bạn xem nha Đó là thực hiện theo các bước hướng dẫn để giành 5 đô, 16 đô, 27 đô, 55 đô và 118 đô BTC Để ghi nhớ đó là ai đã tạo video về quà tặng với coi khai thác của người hành tinh trên youtube Hãy đặt địa chỉ ví BTC của bạn trong phần mô tả chúng tôi sẽ tìm chúng và gửi giải thưởng một cách ngẫu nhiên tức là các bạn đăng một cái video lên YouTube á, các bạn đặt cái mà cái địa chỉ quý btc của các bạn vào cái phòng mô tả video á, và các bạn dán nha các bạn copy địa chỉ đó các bạn dán qua đây hôm trước mình có làm dán qua đây một cái nè đây nè Đây là đoạn video của mình nha mình có dán cái đường link uh, của con YouTube nè và cái mà uh, địa chỉ quý btc của trên sàn đó là remitano nha các bạn và ngay sau đó là mình ngay sau một ngày thôi là mình được uh, họ chuyển btc nha các bạn thì đây là cái sàn Remitano nha. Và mình cho các bạn xem nha, đây là cái lịch sử mà hôm trước họ chuyển cho mình nè à, các bạn nè. Đây, đó là 47 49.700 đó là Satoshi nha. Và mình sẽ cho các bạn xem nó đổi sang tiền Việt là bao nhiêu nha các bạn. Đây là của mình khoảng 14 đô nha. 14 đô thì đổi sang tiền Việt khoảng 339 000 nghìn nha các bạn. Đấy, chỉ cần tạo một video các bạn đăng lên và các bạn gắn đường link đường link của video vào cái mà comment đó, vào cái hình ảnh bên trang Twitter của nó rồi các bạn copy đây nè Đây là các bạn làm giống như mình nha đó là các bạn dán đường link vào cái cái, cái bức ảnh này nè đây, bức ảnh cái sự kiện YouTube của nó nè rồi à, à, các bạn gắn cái địa chỉ đó là địa chỉ với BTC nha các bạn các bạn nhớ lấy mạng là mạng Bitcoin nha chứ không được lấy những cái mạng khác như là mạng ETH mạng BNB nha mạng Bitcoin nha các bạn rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia cái sự kiện đó là điền cái phong để mà nhận thưởng nha các bạn. Đây là ở đây nó có một cái mà điền phong là các bạn vào cái trang Twitter của nó nè. Các bạn kéo xuống dưới nè. Nó có một cái điền phong nè. Các bạn điền vào nha. Đây là nó có điền cái phong nè. Các bạn nhấp vào cái đường link này nha. Rồi và nó hiện ra những câu hỏi như thế này. Nếu mà các bạn không chuyển sang tiếng Việt á. Thì các bạn bấm cho mình đó là à, bấm vào dấu ba chấm nè rồi các bạn bấm vào cái chỗ dịch nha để mà nó dịch sang tiếng Việt cho dễ nha các bạn. Rồi đầu tiên đó là nó hiện lên tài khoản gmail của các bạn nè, thì các bạn uh, chuyển đổi tài khoản sang cái tài khoản mà các bạn đang đăng ký ở trên mà IC nha các bạn, thì các bạn chuyển đổi tài khoản nha. Rồi tiếp theo đó là kéo xuống bên dưới nè, thì ở đây nó có cái mà để mình chuyển sang tiếng dịch nha, dịch sang tiếng Việt nha các bạn. Đó là bạn đang sống ở quốc gia nào thì chúng ta điền Việt Nam thôi các bạn đây chúng ta điền Việt Nam viết hồ như thế này nha viết liền nha đó là tài khoản email của người ngoài hành tinh của bạn thì các bạn cũng điền tài khoản nha rồi tiếp theo bên dưới là địa chỉ của Bitcoin các bạn là gì thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy trên ví đó là ví Metam ví Remetano nha thì ở giao diện trang chủ như thế này nha thì các bạn bấm vào cái chữ ví nè rồi ở đây có cái các bạn kéo xuống các bạn tìm đó là BTC nè đấy BTC của mình nha các bạn bấm vào cái chữ nạp nè rồi tiếp theo đó là các bạn chọn mạng lưới này, đó các bạn chọn mạng Bitcoin nha, mạng BTC cho mình nha. Các bạn không được chọn mạng đó là à uh, spy nè, mask hay là mạng BEP20 hay là mạng ETH như thế nào nha. Bất cứ các bạn chọn cái ví onlot với onlot hay là uh, bất cứ cái sàn giao dịch nào cũng vậy, các bạn chọn cho mình đó là mạng BTC nha, các bạn chọn mạng BTC nè. Rồi các bạn uh, copy nha, xong các bạn quay trở lại nè. Rồi các bạn dán địa chỉ ví uh, BTC của các bạn vào đây nha nói chung các bạn chọn trên sàn cũng vậy nha nó cũng làm tương tự nha các bạn các bạn cũng chọn địa chỉ đó là địa chỉ mạng bitcoin nha không được chọn mạng eth mạng bếp 20 hay bất cứ mạng khác nha các bạn mạng bitcoin nha rồi tiếp theo đó là, cái link liên kết kênh youtube của bạn thì các bạn vào kênh youtube của các bạn các bạn copy đường link thôi nha các bạn rồi đây sau khi mà các bạn vào kênh youtube á, thì các bạn bấm vào cái trang cá nhân của các bạn nè rồi các bạn bấm vào cái kênh của bạn nha rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào dấu ba chấm nè ở đây có cái nút cho cái chỗ chia sẻ các bạn bấm chia sẻ nha rồi các bạn sao chép liên kết nha rồi các bạn quay trở lại cái mà điền cái phong nè các bạn điền dán nha dán cái kênh youtube của các bạn vào nè rồi tiếp theo đó là các bạn bấm nút gửi nha thì nếu mà các bạn may mắn nha may mắn thì nó sẽ gửi cho các bạn đó đây như cái này là mình đã gửi xong rồi nha các bạn và hiện tại nếu mà may mắn á, thì mình sẽ nhận được 5 đô đó là bitcoin nha các bạn và khi nào mà mình nhận được thì mình sẽ làm video cho các bạn nha rồi và hiện tại mà bạn nào chưa đăng ký cái thằng Alex thì các bạn có thể đăng ký càng sớm càng tốt nha hiện tại nó đang tổ chức rất nhiều cái sự kiện đó nó là cho chúng ta nhận đó là Bitcoin miễn phí nha các bạn nhưng mà hiện tại thì cái app của nó đang bị bị lỗi nha các bạn cho nên hiện tại chúng ta vẫn nó chưa thể nào mà khai thác hoặc là đăng nhập đăng ký được nha các bạn cho nên các bạn có thể đăng ký sau nha các bạn rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn